thân hành niệm. Tức là cái pháp đó thì chân trái bước đi, cách thức bước đi đó, chân trái dở chân, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ. Một bước nó có nhiều cái động tác, nhiều cái động tác. Mình bước đi thì một, cái chân mình bước, mình dở lên, mình để xuống. Nhưng mà mình không ngờ dở lên, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống. Tất cả những cái bước của mình nó nhiều cái động tác, mình chia ra làm nhiều động tác, gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm. Cho nên sau đó thì con sẽ tập cái pháp thân hành niệm, là khi cái thân của con nó đã ổn định thì con sẽ tập. Và khi mà tập pháp thân hành niệm rồi thì lúc nào có dịp thì mấy con vào đây thì kiểm tra lại coi đi đúng hay không đúng, đi chậm hay là đi nhanh. Nhiều khi chậm quá nó cũng không đúng, mà nhanh quá cũng không đúng. Nó phải vừa với cái nhịp nhàng của cái thân hành. Cái hành động này thì nó kế hành động kia, nó nhịp nhàng. Cho nên nói là cổ xe thân hành niệm, cổ xe kiên cố thân hành niệm. Khi chúng ta tập tất các hành động nó liên hệ nhau mà nó kiên cố được rồi thì nó trở thành một bánh xe chạy, và tất cả những chướng ngại pháp nó đều cán nát hết. Chướng ngại pháp nó như thế nào? Đó là hôn trầm thì miên, đó là các niệm vọng tưởng trong đầu của mấy con, nó sẽ cán mà không cần phải tác ý. Nghĩa là ví dụ như bây giờ thầy đưa tay ra như thế này, thì khi đưa tay ra như thế này thì có một cái vọng tưởng khởi ra trong đầu thầy, thì thầy sẽ đưa tay này ra liền. Thì cái hành động đưa tay này ra nó sẽ cán nát cái niệm vọng tưởng đó đi. Bởi vì đó là cái pháp thân hành niệm, nó không cần phải dùng cái pháp tác ý để đuổi cái niệm mà nó sẽ cán. Bây giờ hôn trầm thì miên thì chúng ta mạnh dạn tác ý đưa tay ra thì nó còn lừ đừ, thì chúng ta tác ý đưa tay này ra nữa, rồi chúng ta sẽ hạ hai chân ngồi xuống, thì liên tục những cái hành động đó nó làm cho chúng ta tỉnh trở lại, không còn bị lừ đừ, không còn bị hôn trầm thì miên, gọi là bánh xe thân hành niệm cán nát những chướng ngại pháp khi nó chạy. Cũng như cái xe mà nó chạy, mấy con đổ một đống đá nó sẽ vượt lên trên nó đi, chứ nó không bao giờ một cái xe mà nó đủ cái sức kiên cố thì nó vượt lên trên đống đá nó đi luôn qua, chứ nó không bao giờ nó bị dừng lại. Còn cái xe mà không kiên cố thì gặp đống đá vậy nó không vượt lên được, nó phải dừng lại. Còn cái xe mà thân hành niệm nó kiên cố rồi, đổ một đống đá hoặc là một cái cây đổ ngã cản đường, nó vẫn vượt qua, nó đi luôn qua. Đó là pháp thân hành niệm. Tất cả ác pháp, chướng ngại pháp mà nếu một người tu pháp thân hành niệm thì không có chướng ngại pháp nào mà còn ở trong tâm của họ được. Họ sẽ dùng cái pháp đó mà cán nát. Vậy con phải cố gắng, con phải tu.